Và lời đầu nói đầu tiên cho phép Tiến Dũng xin gửi lời chào thân thương đến tất cả anh chị em, quý vị cùng các bạn, các cháu có mặt trong đêm đêm vui với vòng tay nhân ái. Xin chào các bạn. Kính thưa quý vị, vào năm 2016 thì ý tưởng từ cô Hanny Hồ cùng với lại nhóm thiện nguyện của vòng tay nhân ái có ngày hôm nay là do ở thành phố Cáp Sơn cùng với nhóm thiện nguyện của chúng tôi đã thành lập nên vòng tay nhân ái, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 và cũng đã trải qua một thời gian rất là dài. Thì trong thời gian qua, vòng tay nhân ái của chúng tôi cũng đã làm rất là nhiều việc rất là có ích cho cộng đồng, từ ở trong nước cũng như ở hải ngoại, ở tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi cũng đã giúp rất là nhiều, thì những mạnh thường quân như vậy thì tất cả là điều là nhờ được sự giúp đỡ từ chung tay của tất cả quý vị cũng như tất cả các anh chị bạn bè có mặt của ngày hôm nay, cũng như là những mạnh thường quân đã không đến được và đã gửi tới đây những tấm lòng thiện nguyện để giúp đỡ, để cùng dòng tay nhân ái để mà chung vui chia sẻ những nỗi niềm đau, những cái cuộc sống, những cái cảnh đời mảnh đời bất hạnh còn ở lại trên quê nhà. Từ khắp mọi miền đất nước, thì từ ở vùng cao hay là đến đồng bằng hay là đến từ khi lũ lụt miền Trung, thì tất cả dòng tay nhân ái đều có mặt. Tuy mặc dầu không nhiều nhưng chúng tôi đã hết sức làm hết sức với khả năng của mình để cùng với những người mảnh đời chia sẻ những mảnh đời bất hạnh còn lại trên quê nhà. Thì trong những năm gần đây thì vòng tay nhân ái cũng đã kết hợp với lại nhóm thiện nguyện ở Việt Nam Tâm Đức, đây cũng đã làm rất là nhiều việc để giúp cho bà con ở tại quê nhà. Trải qua một thời gian dài cho đến khi Corona, thì một thời gian qua thì chúng ta không có dịp để mà hội ngộ lại với nhau. Thì hôm nay là lần đầu tiên sau một thời gian dài, thì hôm nay vòng tay nhân ái lại tiếp tục cùng với quý vị và các bạn cùng đồng hành. Và để kỷ niệm cho một buổi sinh nhật vòng tay nhân ái lần thứ 7 hôm nay, chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, các bạn cùng tất cả con cháu có mặt trong hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Tim là cả quê hương.
nhân ái. Xin cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, các bạn và các cháu đã đến đây để chung vui mừng sinh nhật lần thứ 7 với vòng tay nhân ái. Một lần nữa thay mặt cho vòng tay nhân ái, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, các mạnh thường quân đã cùng chúng tôi chung tay để tiếp nối giúp đỡ những mảnh đời còn bất hạnh trên quê nhà. Đặc biệt dòng tay nhân ái xin cảm ơn đôi vợ chồng Ngân Thắng, Quanh Chiến, em Loan, Thành Hằng, anh chị mạnh thường quân Quyên Quyên, Honey Hồ, Quanh Tức. Và đặc biệt là xin cảm ơn các khách mời từ xa đến không ngại đường xá xa xôi, vợ chồng của anh Dũng, chị Loan ở Hàn Quốc, cũng như là hội Hinitan và hội người Việt ở ba nơi cũng đã đến chung vui và chia sẻ những cái tấm lòng thiện nguyện cùng với chúng tôi. Thì có được một cái ngày hôm nay được trọn vẹn thì một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành được cái đêm kỷ niệm lần thứ 7 của vòng tay nhân ái. Và để tiếp tục những năm tháng tiếp theo có được một cái buổi giao lưu cũng như là một cái việc làm thiện nguyện như vậy, thì chúng tôi mong rằng là các anh chị, các quý vị hãy follow cho Facebook trang chính của vòng tay nhân ái để theo dõi chúng tôi để làm những cái việc giúp đỡ cho những mảnh đời còn lại ở trên quê nhà. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cũng cảm ơn, thay lời cảm ơn với lại hội người Việt Khâu của đã quyên góp cho vòng tay nhân ái 200 euro. Dì Phương Bình nhà hàng Mai Mai cũng đã gửi tặng cho vòng tay nhân ái. Hello. Ở Asia House, Asia Bistro của Cáp Sình cũng đã gửi tặng cho dòng tay nhân ái 300 euro. Và nói chung là tất cả không phải là riêng gì những cái mạnh thường quân mà chúng tôi được xướng tên lên đây, mà tất cả quý vị cũng đã cùng với dòng tay nhân ái. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn rất là nhiều những tấm lòng hảo tâm của quý vị. Và xin hẹn lại quý vị vào một đêm kế tiếp. Và ở đây là anh Danh Lâm ở Hàn Quốc, rất là khó tâm từ đường xá xa xôi đến đây và đã tặng cho vòng tay nhân ái 100 euro. Dạ. Dạ xin mời anh Ngọc Anh ở bên anh Hồng ở hiện nay vòng tay nhân ái kỷ niệm 75 thay hội mặt hội người Việt Nam với rất xem và quý tình thương. Tôi có một bó hoa luôn chúc mừng cho hội luôn luôn làm được những cái tình người thiện nguyện ở Việt Nam và cũng như ở đây, và đúng như cái tên vòng tay nhân ái luôn mở rộng và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Hội nhân dân xin chúc mừng. Xin mời chị cả, xin mời chị cả của dòng tay nhân ái chị Lan nhận dùng phần quà, phần một đôi tấm lòng rất là thiện nguyện của hội người Việt ở Hiroshima. Xin cảm ơn anh Hồng rất là nhiều cũng như là tất cả anh chị em đến từ Hiroshima. Dạ. Kính thưa tất cả các anh chị em có mặt ngày hôm nay và tất cả em, thì thực ra nếu mà thay mặt thì cũng không đúng, nhưng mà thôi thì em cũng được sự ủy quyền của Honey Mo thì em cũng có lời chúc tất cả các anh chị em và tất cả mọi người đây có nhiều sức khỏe. Vòng tay nhân ái còn tồn tại hay không là do tất cả các anh chị em mình còn tiếp tục, và sẽ em hy vọng là sẽ có nhiều lần anh em mình sẽ được gặp gỡ, và chúc cho tất cả các anh chị em mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn nghĩ tới vòng tay nhân ái. Em xin cảm ơn. Dạ. Và chị Xuân cũng có gửi cho dòng tay nhân ái 100 và kính thưa các anh, các chị cùng toàn thể các bạn,
Capson của Hy Lộng Tay Nhân Ái, xa gần Hamburg hay Bayner Hindenham. Hôm nay nhân kỷ niệm 7 năm Vòng Tay Nhân Ái, đã từ xưa đến nay làm những việc thiện nguyện để giúp đỡ những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam. Chúng ta cùng nhau chung tay góp sức, dù là to và nhỏ, chỉ là một giọt nước hoặc là một hạt cát trên sa mạc, nhưng đã giúp được nhiều, rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Hôm nay tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn Dũng cũng như tất cả các anh chị em trong Vòng Tay Nhân Ái và tất cả các anh chị em xa gần có mặt hôm nay. Hãy cố gắng cùng nhau duy trì và phát triển hơn nữa, và hãy mở rộng những quảng cáo về vùng để cho tất cả các anh chị em ở Hannover hay ở nơi xa gần để biết được, cùng nhau chung tay góp sức, càng được nhiều thì càng tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn, chúc tất cả mọi người có một đêm vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Xuân rất là nhiều. Và đề nghị cho một bài hát, bài Happy Birthday đi Thắng ơi. Vẫn còn tiếp tục anh. Dạ, để chụp lại tấm hình kỷ niệm đi anh. Số hổ. Một tấm lòng thiện nguyện nữa đến từ Keep On. Gia đình của anh Bình Thanh cũng đã gửi tặng cho Vòng Tay Nhân Ái một món quà để làm coi như là tiếp sức thêm cho chúng tôi để làm những việc thiện nguyện nữa. Một lần nữa thay mặt cho Vòng Tay Nhân Ái, em xin cảm ơn chị và chúc gia đình được nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc. Nhân tiện hôm nay thì em cũng trước hết em xin chân thành cảm ơn hội Vòng Tay Nhân Ái, tất cả các anh các chị em ở đây. Một buổi tối rất là vui vẻ và thật là ý nghĩa. Em chỉ mong sao rằng là đội của chúng ta phát triển ngày càng mạnh mẽ và làm được nhiều việc có ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay ta cùng họp con nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.